Chào Quyền, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị bạn đến với kênh channel của Quyền nha. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ giới thiệu đến với cô chú anh chị bạn mình một mẫu máy giặt đang có chương trình giảm giá cực sốc, chỉ còn có 5.990.000. Mà mẫu máy giặt này đến từ thương hiệu Nhật Bản, đó là Toshiba. Chúng ta sẽ được bảo hành 2 năm và đây là mẫu máy giặt lồng ngang rất là đẹp nha, và giá rất là rẻ, phù hợp với gia đình của chúng ta, ở chợ hay là ở nhà gì đều sử dụng được nha. Và đây là mẫu máy giặt Toshiba mà Quyền muốn giới thiệu đến với cô chú anh chị bạn mình. Mẫu này thì có tông màu trắng. Đây là cái nắp nha. Cái nắp này thì nó sẽ màu đen ở trong. Để chúng ta mở cửa. Đây nó sẽ có cái lẫy nè, để chúng ta mở cửa ra ha. Ở trên đây là bảng điều khiển. Và đây là nút điều chỉnh khi mà chúng ta giặt đồ. Ở bên đây chúng ta sẽ có một cái nắp này để đẩy xà bông, bột giặt, nước xả vải đó ha. Trên đây có đẩy trừ inverter. Dòng máy Toshiba này thì 8,5 kg. Đó, có tính năng là tiết kiệm điện inverter nè, giặt được nước nóng và có rất nhiều chu trình giặt đa dạng chúng ta, và cũng có tính năng tự động vệ sinh đồng giặt ha, khi mà chúng ta chọn nó bảng điều khiển chữ hoàn toàn tiếng Việt, rất là dễ sử dụng của chính bạn mình nha. Ở đây là cái bảng điều khiển nè, nút dặn nè, mình chỉnh tới đâu thì đèn nó sẽ báo tới đó ha, đèn nó sẽ báo sáng tới đó. Còn bên đây là nó sẽ hiện cái thời gian, nó hiện cái thời gian mà chúng ta giặt, ví dụ như giặt chương trình giặt là 10 phút, 15 phút, 20 phút gì đó, nó sẽ hiện bên đây. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có nút tắt nè, bật tắt nè, nút tạm dừng và nút bắt đầu, rất là tiện để cho chúng ta sử dụng cái máy này, rất là dễ sử dụng thôi. Còn chỗ này là chỗ mà chúng ta để bột giặt, dầu xả rồi ha. Trong đây chúng ta sẽ có hai khay, khay bên đây là chúng ta sẽ để bột giặt, bên đây nước giặt ha. Còn chính giữa thì chúng ta sẽ để dầu xả. Đó, rất là tiện lợi, khi mà để xong thì chúng ta sẽ đóng lại. Đó. Rất là dễ sử dụng ha. Đó, máy này thì giặt tối đa được 8,5 kg, có tiết kiệm điện inverter, rất là bền bỉ và được bảo hành là 2 năm. Và đây là mức giá của dòng máy giặt Toshiba. Chúng ta sẽ có mức giá là 6.090.000, giảm còn 5.090.000, và có hỗ trợ góp cho chúng ta luôn. Đó, cô chú anh chị mình ưng mẫu này thì có thể gọi điện trực tiếp cho Quyền và qua số điện thoại trên màn hình nha. Giá quá trời rẻ luôn cô chú anh chị bạn mình ơi, đến từ thương hiệu Nhật Bản nha cô chú anh chị bạn mình nha. Đó, giá chỉ có 5.990.000 thôi. Đây là bên trong lồng giặt nè. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đồ mà xả cặn nha. Xả cặn thì mình sẽ xả ở đây. Đây, chuẩn 5 sao, đặt chuẩn 5 sao nha cô chú anh bạn mình nha. Đặt chuẩn 5 sao luôn nha. Máy này thì thương hiệu của Toshiba, đến từ Nhật Bản, thì cô chú anh chị mình an tâm sử dụng nha. Rồi, cô chú anh chị mình ưng mẫu này thì liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha. Đó, mua đâu cũng vậy, mua dùm Quyền. Quyền cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều nha. Nếu cô chú anh chị mình ưng ý về mẫu máy giặt Toshiba này thì hãy để lại bình luận phía bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp cho Quyền để Quyền có thể tư vấn hỗ trợ chi tiết hơn cho cô chú anh chị mình nha. Bên Quyền thì hiện tại đang hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam, miễn phí công lắp đặt và thu tiền tại nhà cho cô chú anh chị mình luôn, rất là thuận tiện cho việc mua sắm máy giặt tại Điện Máy Xanh. Quyền thì hỗ trợ cho cô chú anh chị mình tiền mặt nha. Còn cô chú anh chị nào muốn mua góp thì có thể liên hệ trực tiếp ra cửa hàng Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta thể lên hồ sơ nha. Rồi, Quyền xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn mình trong các video lần sau. Thấy video hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ Quyền với nha, để không bỏ lỡ bất kỳ video chương trình khuyến mãi hấp dẫn nào khi Quyền đăng tải lên kênh YouTube của Quyền. Xin chào, chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Bye bye.